my god, that poker. Mới về mẹ chưa buộc tóc cho em nữa đó. Chúc mẹ buộc tóc cho con nha. Đậu cổ buồn sụ. Cho cô chú xem Juni. Buổi sáng Juni chơi gì nha. Nhìn cô cô. À, cô cô của con đó. Con ăn gì á? Xé đó kìa, xé đó, xé đó. Ồ, đúng vậy luôn. Chơi cô đó cô chú, sáng sớm dậy á, em chưa ăn gì. Mẹ quay Juni cho cô chú xem nha, Juni today thì sao nha. Làm sao? Làm sao? Nó bây giờ bắt đầu thức dậy là quậy nha cô chú ơi. Ê, con không có dở cái thảm của mẹ lên. Thấy không? Phá nha. Juni phá đâu. Nói cho cô chủ xem Juni phá đâu. Siêu quậy thức dậy đi phá nha cô chú ơi. Con muốn ra ngoài hả? Con muốn ra ngoài sao? Ra ngoài là con phải mang giày á. Anh ba. Chúc mày cho đi chơi nha. Chơi đó cô chú, sáng sớm là thức dậy rồi lên xe cô chú đó, rồi đi chơi, đi chơi chờ mày chút xíu mày đẩy đi chơi nha. Dada go to work, Dada not stay home. Đấy, evening Dada get home, Dada hết chưa. Siwan, em nhớ ba đó, em đi kiếm ba sáng thức dậy làm đi qua phòng kiếm ba rồi. Con con ra ngoài ha. Ở ngoài dơ lắm Juni ơi. Juni. Đi. Đi chơi, bữa nay nói được đi đó, thấy chưa? Đi chơi đâu? Con đi chơi đâu, cái đó dơ đó. Xe con đâu? Đi ra đây phá nha cô chú ơi. Mang về vô con. Xe của con phải không? Cái xe của Juni ha. Cái bàn của con đâu? Cái bàn của Juni nè. Giờ lớn rồi đâu còn đi xe này được nữa đâu. Con lớn rồi á. Đã đâu? À, con nhấn nó đi, con có nút của con nè. Đó. Đây mày quay ra cho. Ôi trời trời trời, đứng vậy con. Đứng vậy. Đứng vậy, đỡ vậy. Không có đi vô đâu phá. Nó siêu quậy đi vô nhà.
Uni tóc nâu, không có giống mẹ, mẹ tóc đen. Đi chơi nha, rồi để con viên vòng với Uni. Uni à. Cô. Con đi đâu nữa? Ở đi ra ngoài nữa. Đây là bên hông trước cửa nhà mình đó. Tại vì đồ nhiều quá nên là mình để xe ở đây. Không đủ, chỉ là đứng nè, không có đủ chỗ để. Đồ quá nhiều. Rồi con đi vô đi, mẹ chuẩn bị cho con đi chơi, nhanh lên. Không, cái đó dơ. Cái này dơ. Con đi vô đi. Anh mày chỉnh ra nha, cô quen rồi. Em đi chơi đâu? Đi vô con. Cô chú ơi, bây giờ mẹ sẽ để Uni đi một giờ. Where you going, Uni? Đi đằng trước nha, mẹ để đằng trước. Để Uni đi chơi nha. Uni thích đi chơi không? Uni đi chơi đâu, đâu, Uni đâu mà khó hả, đi chơi đâu. Nè, đi chơi nha cô chú. Đây người ta trồng hoa. Rồi con ngồi đó nha. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem khóm hoa, chim. Chim nó làm tổ. Xinh đẹp sao? Không? Đẹp chưa cô chú ơi? Uni nha. Uni thấy hoa hồng không? Dễ sợ cô chú ơi. Sáng bình yên nha. Chơi hả? Rồi đi, lấy chưa? Chơi hả? Rồi đi. Đi nha. Mẹ thấy cái cây này nó giống cây bạc hà quá mà mình không biết phải không. Ly ơi, đây là ngoài lộ. Mình thấy phía trước người ta đang kéo một cái chiếc tàu ra. Ví dụ này người ta đang kéo một chiếc tàu quá lớn luôn.
Mọi người. Wow. Hai chiếc luôn. Hai chiếc tàu. Ở đây kéo thêm chiếc tàu nữa. Vô đây ra. Vô đây nắng không con? Hả? Oh wow. Hello. Ba chiếc luôn mọi người. Nãy đi đường này được. Người ta đi ở đây là mọi người, người ta đi tàu buổi sáng á. Thuyền chứ. Bến thuyền mà. Nên là bây giờ là 10 giờ là họ kéo về, sáng sớm mình thấy kéo vô. Trước có gì là gì đâu đây này. Beautiful. Đây có hoa trước đang nở. Đẹp không con? Trời ơi chị không ăn hoa nha. Ê, con không có ăn hoa. Mẹ chụp hình thôi. Mẹ để con lại chụp hình thôi nha. Đẹp quá cô chú ơi. Chim quá trời trên kia rồi. Về nha con. Đây, dầm về. Mình xong rồi. Sáng sớm tác nghiệp nhiều đó thôi. Juni ơi, mình về thôi. Con không có ăn lá đó. Đâu quay cô chú coi cái đứa nào bứt lá. Không có ăn lá. Đi về nhanh lên. Rồi đi về.